tin chúng tôi vừa thực hiện. Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Vinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo báo cáo, 24 giờ qua, toàn thành phố ghi nhận 61 ca mắc COVID-19, trong đó 48 ca đã được cách ly, 10 ca trong khu phong tỏa và 3 ca trong cộng đồng. Chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang tiếp tục diễn biến phức tạp với tổng số ca nhiễm đến nay là 593 ca. Cũng trong hôm nay, thành phố tiến hành xét nghiệm gần 37.000 lượt người, 230 chốt kiểm soát y tế trên thành phố đã nhắc nhở 1.045 trường hợp và xử lý 21 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, đến thời điểm này các giải pháp phòng chống dịch đang triển khai đi đúng hướng, thể hiện rõ nét qua việc số ca mắc mới ngày càng có chiều hướng giảm, đa số các ca mắc chủ yếu phát hiện trong các khu cách ly. Đồng thời nhấn mạnh, tuy tình hình phòng chống dịch đang có diễn biến tích cực, nhưng các ngành các cấp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Mặc dù là chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng mà xin báo cáo với công chí là cái hướng của chúng ta thì nhiều lúc là chúng ta không thể lường được là các cái tình huống nó phát sinh. Nên là chúng ta mà cứ máy móc, chúng ta đi theo cái mà chúng ta đã định ấy, mà không có cái sự điều chỉnh, không có sự quyết tâm và không có cái sự tháo gỡ kịp thời các cái tình huống cụ thể thì nó sẽ làm cho cái hiệu quả của các cái biện pháp của chúng ta sẽ giảm đi. Về việc cấp giấy đi đường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, tuy thời gian đầu triển khai gặp nhiều vướng mắc, nhưng các địa phương đã chủ động điều chỉnh, có nhiều cách làm sáng tạo, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo thuận lợi cho việc lưu thông qua các chốt kiểm soát y tế, đồng thời biểu dương những cố gắng nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh đã có chiều hướng giảm, nhưng tinh thần chung là không được phép chủ quan, đồng thời đề nghị các lực lượng cần siết chặt hơn nữa các công tác cách ly, giám sát cách ly. Trước cái tình hình dịch chung của toàn quốc cũng như là trên địa bàn chúng ta, nó vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ rất cao, cho nên là chúng ta không được chủ quan, mà những biện pháp chúng ta triển khai rồi thì bây giờ cũng là quyết tâm và triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Tôi đề nghị là vẫn là chúng ta tiếp tục quản lý các khu cách ly và khu phong tỏa, và khi các đồng chí xét nghiệm có kết quả là cố gắng gom lần lại để chúng ta đánh giá và quản lý chặt những cái ca mà càng ngày càng về sau này là nó phát sinh ra thì sẽ gom dần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của thành phố và các công điện của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch, tiến tới sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố.